Xin kính chào toàn thể mọi người đã trở lại với kênh Hoa Cây Cảnh của mình. Tiếp theo ở video ngày nay thì mình xin chia sẻ và hướng dẫn tới tất cả mọi người cách dâm cành cây chanh để có một cây chanh sai quả như thế này. Xin giới thiệu tới tất cả mọi người, đây là một cây cây chanh nhà mình khá là sai quả. Mọi người xem video hãy cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình. Trước mắt mọi người đây là một cây chanh mà mình đã trồng được khoảng hơn 2 năm nhé. Đây mình đang trồng trực tiếp dưới vườn, mọi người có thể nhìn quả của nó này. Đó, khá là nhiều. Cây chanh này thì rất có nhiều công dụng. Từ cái việc là chúng ta lấy quả này, lấy lá này, rễ chanh này, làm thuốc này. Rất nhiều công dụng khác nhau. Đó là một cái loại mà cây mà rất nên trồng trong nhà. Thì để có một cây chanh con trồng trong nhà thì chúng ta có rất nhiều các phương pháp để chúng ta nhân giống. Bằng cách là chúng ta chiết cành hoặc là mua cây con ở chợ. Đặc biệt hơn thì mình muốn giới thiệu tới tất cả mọi người một cách là chúng ta sẽ dâm cành. Cái phương pháp dâm cành này nó có cái ưu điểm là chúng ta sẽ dâm được ra rất nhiều cây con trên một cây thân chính như thế này. Ví dụ như một cái cây này mình có thể dâm ra hàng nghìn cành. Đó, nghìn cành con nha mọi người. Nếu chiết thì chúng ta chỉ có thể chúng ta chiết được khoảng tầm vài chục cây thôi là nó đã hết cành để chúng ta chiết rồi. Nhưng mà với phương pháp mà chúng ta dâm cành thì nó phải được hàng nghìn cành nha mọi người. Ok, như vậy chúng ta chuẩn bị đi vào dâm cành cây chanh thì chúng ta cần chuẩn bị một số cái dụng cụ như sau. Ban đầu là những cái cốc nhựa này. Đó, như hình thù này, chúng ta dùng cốc nhựa này để chốc lát chúng ta sẽ bỏ đất vào đây để chúng ta dâm cành. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ dùng đất trộn ở đây là chúng ta sẽ dùng 50% là đất, còn 50% lại trấu hoặc sơ dừa. Chấu gà hoặc sơ dừa nhé, nếu không có sơ dừa chúng ta dùng chấu gà, chúng ta trộn đều lên đó. Chúng ta cho cái độ ẩm nó vừa phải, không quá ướt và cũng không quá khô đó. Khi chúng ta cầm chúng ta nắm ẩm ẩm như này và chúng ta vắt này ra nó sẽ không ra nước, thì lúc đó là nó viên như này thì nó sẽ là ok này. Nó khoánh như này là ok, dẻo dẻo này là ok này đó. Tiếp theo đến công đoạn chúng ta cắt cành dâm nhé. Cành dâm ở đây thì chúng ta nên lấy những cái cành bánh tẻ này, không quá non, không quá già. Ví dụ như cành này chẳng hạn này. Đó, mình sẽ cắt luôn cho mọi người xem. Chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần lá ở bên dưới đi, để chốc chúng ta cắm xuống dưới hộp thì nó không bị vướng nhé. Đó, cái phần trên này chúng ta cắt để lại một tí lá này cho nó tươi tươi một chút. Đó, như này. Xong rồi chúng ta sẽ cắt khoảng cách từ 10 đến 15cm nhé. Chúng ta sẽ đảm bảo cho cái cành dâm của chúng ta có đủ từ 2 đến 3 mắt trở lên này. Để sau này nó sẽ nảy mầm tại vị trí này nhé mọi người. Đó, đây là mình đã cắt được một cái cành đầu tiên này. Tiếp theo mình cắt cái cành thứ hai. Cũng tương tự như vậy nha mọi người. Cắt. Bên dưới chúng ta cũng cắt tương tự như cành vừa rồi. Để chúng ta chốt tiện cắm xuống dưới. Đó. Đó, đây là cành thứ hai này, mình sẽ cắt lấy ba cành nha mọi người. Đây là một cành nữa nha mọi người. Đó, sau khi chúng ta cắt cành xong thì chúng ta sẽ dùng dao để chúng ta sẽ cắt vát cái phần gốc để chúng ta cắm xuống dưới nhá. Chúng ta sẽ cắt một đường vát chéo như thế này, dứt khoát. Đó. Đó, mọi người có thể nhìn này, cái vết cắt nó hình vát như này này. Đó, mọi người có thể nhìn kỹ này. Đó, những cái cây còn lại mình cũng cắt tương tự như vậy nhé. Đó, mọi người có thể nhìn kỹ này. Đó, cái mục đích của chúng ta cắt vát như này là để chúng ta sẽ nhân rộng cái vị trí của cành nảy rễ. Đó, cành nó sẽ nảy rễ ở cái biểu bì này, nó sẽ nảy từ chỗ phần biểu bì nảy ra. Khi chúng ta cắt vát như này thì cái phạm vi nảy rễ của nó lại rộng hơn, thay vì chúng ta cắt thẳng thì phạm vi nảy rễ nó rất là thấp. Đó, thì chúng ta sẽ cắt vát như thế này. Ok, sau khi chúng ta chuẩn bị phần cành dâm xong thì chúng ta bắt đầu là đưa đất vào trong
trong những cái hộp nhựa như thế này. Đấy, sau khi chúng ta kiểm tra đất nó đã đủ độ ẩm và độ tơi xốp, chúng ta sẽ bỏ phần đất vào đây. Đó, chúng ta chỉ hơi nhổ nhẹ nhẹ vừa vừa thôi, không nhổ chặt quá. Đó. Ở đây thì mình sẽ làm thử cho mọi người xem với ba cốc như thế này. Mọi người có thể dùng thêm thuốc kích rễ, chúng ta ngâm cành dâm thì nó sẽ tăng cái hiệu quả của nó lên. Nhưng mà theo mình thì cái giống chanh này nó cũng khá dễ lên. Thì ở video này thì mình không dùng thuốc kích rễ nha mọi người. Hai cái ni này, cái ni khá lớn. Mọi người lưu ý là khi chúng ta chuẩn bị cái đất này nó ẩm rồi, nó đầy đủ các chất dinh dưỡng rồi, thì chúng ta những cái lọ nhựa này chúng ta không cần đục nỗ nhé, không cần đục nỗ thoát nước. Nếu mà chúng ta đục nỗ thoát nước mà trong quá trình chúng ta dâm cành chúng ta quên không tưới, nó mất cái đi cái độ ẩm thì nó sẽ bị khô đất và nó sẽ chết cành nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dâm cành vào trực tiếp những cái nọ đất như thế này. Đó, đây mọi người có thể nhìn kỹ này. Mình xin hướng dẫn mọi người cách chúng ta cắm cành nhé. Chúng ta sẽ cắm cành có độ sâu từ khoảng 3 đến 3,5 cm. Chúng ta cắm thẳng xuống dưới đây. Đó, nhìn kỹ mình làm này. Đó, chúng ta cắm, chúng ta hơi ấn nén này xuống một chút để cho nó giữ cái cây nó thẳng đứng này. Tiếp theo cái chậu tiếp theo chúng ta cũng cắm tương tự này. Chúng ta cắm có độ sâu từ khoảng 3 đến 3,5 cm, chúng ta cắm thẳng xuống nha. Đó, xong rồi chúng ta sẽ lấy tay chúng ta sẽ ấn cho nó hơi nén nén xuống một chút để cho cây nó thẳng đứng như thế này. Đó, cắm theo một cây tiếp theo. Đó, nó ấn hơi hơi nén xuống một chút. Đó, ok. Sau khi chúng ta sẽ cắm cành dâm vào trong chậu xong thì chúng ta sẽ dùng túi ni lông như thế này. Đó, dùng túi ni lông này để chúng ta sẽ chùm lên những cái cây như thế này để chúng ta giữ độ ẩm nhé, giữ độ ẩm để trong quá trình nó sẽ nảy mầm. Trước khi chúng ta chùm ni lông thì chúng ta sẽ dùng một cái cây như thế này để chúng ta cắm vào đây. Đó, cái cây này sẽ phải cao hơn cái cành dâm của chúng ta một chút nhé. Mục đích để làm sao? Mục đích để chúng ta cắm cái cành này đây, khi chúng ta chùm túi bóng lên thì cái ni lông nó sẽ không đè vào cái cành dâm của chúng ta, nó sẽ gây cái tác động vật lý nó không tốt cho cây trong quá trình cây phát triển nhé. Đó, mình sẽ làm mẫu cho mọi người xem cái phần chùm túi ni lông này. Đây là túi ni lông này, ta chùm cái phần này vào này. Đó, chúng ta chùm như này. Đó, ok. Sau khi chúng ta chùm được những cái túi ni lông như này vào rồi, chúng ta sẽ dùng những cái dây thun nhé. Đó, dây thun chúng ta sẽ buộc lên phần trên này. Đó, để tránh cho túi ni lông nó bay và tránh cái độ ẩm nó thoát ra ngoài. Đó, mọi người có thể nhìn này, mình đã hoàn thiện xong cơ bản là một cái chậu cành dâm của cây chanh. Đó, ok các bạn ơi, như vậy vừa rồi thì mình cũng đã chùm xong tất cả ba cái chậu cành dâm của cây chanh này. Đó, tiêu chí của sau khi chúng ta chùm ni lông là nó phải căng đều túi ni lông cho nó róc nước, cho chảy đều. Thứ hai nữa, cái dây thun phần buộc này nó phải kín để tránh tình trạng là hơi ẩm nó thoát ra. Đó, ok các bạn, sau khi chúng ta hoàn thành cái việc mà chúng ta dâm cành và chùm ni lông xong như này thì sau khoảng từ 30 đến 40 ngày thì là bắt đầu là cành chanh của chúng ta nó sẽ ra rễ và sẽ nảy mầm.
Đây là cái cành chanh của mình đã dâm được khoảng 40 ngày thì nó đã ra rất là nhiều lá non như thế này. Đó, mọi người có thể nhìn này, đây, cái cành của mình trước kia đây mình dâm đây. Đó. Nó ra rất là nhiều lá non này. Đó, cây rất là khỏe, mọi người có thể nhìn được phía rễ của nó này. Đó, những cái rễ của nó rất là nhiều ở phía bên dưới này. Xung quanh. Đó, rất là nhiều rễ nhá, rất là khỏe. Sau khi những cái cây này của chúng ta nó nảy mầm như này và ra thật nhiều rễ như này thì chúng ta bắt đầu mang ra những cái bầu lớn hơn để chúng ta trồng nhé. Đó, hoặc là chúng ta có thể trồng trực tiếp xuống dưới thùng xốp hoặc là dưới vườn thì là cây nó sẽ phát triển khỏe mạnh hơn. Đó. Ok, như vậy thì vừa rồi mình cũng đã chia sẻ và hướng dẫn tới tất cả mọi người cách chúng ta dâm cành cây chanh để đạt hiệu quả cao nhất và sẽ được nhiều cây giống nhất. Mọi người hãy tham khảo cái cách dâm cành cây chanh của mình để có được những cái cây chanh tuyệt đẹp cho chúng ta trồng làm cảnh và lấy quả để lấy lá nữa. Video này của mình xin chuẩn bị dừng tại đây. Nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.